Giới thiệu với mọi người, đây là một cái mẫu bộ ống tích men hỏa biến với dung tích là 1,5 lít. Sản phẩm được sản xuất tại Bát Tràng, Việt Nam. Đây là một chiếc cốc này. Một bộ sẽ bao gồm một ấm và 6 cốc. Cái này thì không có đĩa lót của cốc nhé. Một bộ sẽ bao gồm một ấm và 6 cốc như thế này. Như mọi người đang nhìn thấy. Đây là cái cốc này, của nó là men nâu, nâu da lươn. Xung quanh đều là trơn nâu da lươn hết. Trong lòng thì phủ men. Ở dưới đáy của sản phẩm đây có chuyện logo của Bát Tràng nhé. Kích thước của cái cốc này, đường kính miệng của cốc là 8,2, chiều cao là 8,5, cốc khá là to. Sang đến chiếc ấm, đây là chiếc ấm đây. Ấm này dung tích 1,5 lít. Men nó là men nâu da lươn. Đấy, mọi người nhìn thấy cái men rất là sâu, trong, bóng và đẹp. Ở dưới đáy thì là vuông thành sắc cạnh, chuyện logo nhé. Đây là loại cao cấp, loại men hỏa biến cao cấp trong dòng ấm tích 1,5 lít. Đấy, mọi người nhìn rất là đẹp. Chất men ở đây nó sẽ như thế này. Nắp thì rất là tròn trịa nhá, cái phần nắp lại nằm rất là gọn gàng ở dưới cái miệng của ấm, vì vậy là nó sẽ không bị có cái độ chênh bênh của nắp mà nó sẽ rất là khít. Đây mọi người cùng nhìn độ dơ của nắp này, trong lòng thì phủ hết men rồi, miệng thì tròn trịa này. Bộ này thì đang chiếc ấm này sử dụng là hai quai đồng kép. Chất men hỏa biến nhé, hỏa biến nâu. Độ bóng này mọi người nhìn độ bóng của men này, rất sâu trong. Dung tích của ấm là 1,5 lít. Xin chào mọi người, mình là Khánh. Mình chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng, với mong muốn là giúp tất cả mọi người chúng ta xem là có thể hiểu rõ nhất về sản phẩm. Mình làm một kênh YouTube là kênh gốm sứ Bát Tràng, mọi người có thể lên trên kênh và tham khảo rất nhiều những cái sản phẩm. Mình đã làm thành video chi tiết để mọi người có thể xem và hiểu rõ hơn nữa về những sản phẩm mà các bạn có thể là đang quan tâm. Nếu như mà xem xong những cái video của mình mà thấy video của mình hay và ý nghĩa thì rất mong mọi người đăng ký ủng hộ kênh, chia sẻ rộng rãi để nhiều người có thể biết đến những cái sản phẩm gốm sứ Bát Tràng Việt Nam. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Xin chào.